Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với shop bán phụ kiện bơm nhá, bơm cao áp và phụ kiện. Như anh em đã thấy là rất nhiều mẫu bơm, 6 mẫu bơm này thì đã có clip giới thiệu cụ thể cho anh em rồi. Còn clip này là giới thiệu với anh em về cái phụ kiện của bơm ron, dầu bôi trơn, dầu silicone nhá. Cái này là lô hàng là shop mới nhập được nhá. Anh em có nhu cầu rất là nhiều mua mấy cái linh kiện thay thế phụ kiện để phục vụ cho bơm cao áp nhé. Thì bây giờ bao gồm nhé, một cái bộ phụ kiện cho bơm thì bao gồm là một gói bông lọc ẩm này, một gói ron này nhé, một gói ron này, một cái cà lê này, một nọ dầu đây. Đây là một bộ phụ kiện như này. Một bộ phụ kiện như này thì là sẽ đóng vào một cái gói này các bác nhá, đóng gói này. Thì giá của nó sẽ là 150 nhá. 150.000 cho một gói phụ kiện như thế này. Đã bao gồm cả tiền cước phí gửi về tận nhà cho các bác. Cước phí chuyển phát nhanh luôn đấy. Là tận nhà này các bác, một gói phụ kiện như này. Một lọ dầu, một gói bông mút, một gói ron. Vậy là 150.000 nhá. Thế còn chia sẻ với các bác luôn đấy, lúc đầu tiên xưởng về là sẽ đóng cho mình như thế này, một gói có 4 món như này. Nhưng mà cái chai dầu này, chai dầu này, này ở xưởng họ làm rất là dối. Cái này trên này thì kín, ở đây thì có gen, nắp này nó có gen này, họ không có nắp túi bóng, họ xoáy trực tiếp vào đấy, họ xoáy trực tiếp vào như thế này. Trong cái quá trình vận chuyển là nó bị sọc sạch ở trong thùng các đồ khác là ép, cái dầu này nó xịt ra ngoài rất là nhiều. Đấy, hầu như gói nào cũng bị xịt ra. Thì cái này tôi không biết là mới tinh nó có bao nhiêu dầu. Thế nhưng mà hầu như còn lại tới tay shop nha các bác nhá. Tới tay shop và shop nhập được về đến nhà thì chỉ còn một nửa. Đấy, nửa hoặc gần nửa thôi. Cái này chắc là cũng do bên xưởng họ đóng không được đầy đâu, họ đóng thiếu. Và thứ hai nữa là này bị chảy trong quá trình vận chuyển. Nhá, tới tay shop và các bác xem nọ nào cũng vậy. Chỉ chừng nửa, hơn nửa một chút thôi nhá. Thì đây là có bao nhiêu nói bấy nhiêu, nhưng không phải là shop ăn bớt dầu của các bác nhé. Đấy, nọ có bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu thôi. Thì khi nhập về như vậy thì shop bắt đầu mới phải lau chùi, bỏ ra lau chùi xử lý cho nó sạch sẽ và nót cái giấy bóng này vào. Đấy, nót giấy bóng này vào và xoáy chặt lại để trong cái quá trình vận chuyển lần thứ hai từ shop tới tay các bác nó không bị chảy ra nữa. Đấy, nó hạn chế chảy, không phải chảy ra nữa nhá. Đây là cái gói dầu silicone, dầu bôi trơn cho bơm cao áp, bơm tay nhá, bơm tay bơm cao áp, nói chung là dầu silicone dùng cho bơm đấy. Thế còn cái cà lê này thì nó gọi là cái cà lê đa năng đi theo bơm. Cái này thì là xưởng nó gửi về cho thôi, có như này thì gửi cho các bác luôn. Chứ còn cái này thực ra là cũng rất là mong manh, anh em hầu như là không dùng tới. Đấy, đây gói dầu này, cà lê này. Thế còn cái gói bông mút, cái gói bông mút này nhá, cái gói bông mút này thì mặc định của nó là xưởng gửi cho mình là cái gói bông mút dùng cho lọc ẩm to, dùng cho lọc ẩm to là như mấy cái này này, đấy như mấy cái lọc ẩm to này, cái gọi là dùng cho lọc ẩm to nhá, bông này dùng cho lọc ẩm to. Thế giờ anh em nào mà dùng cho lọc ẩm nhỏ thì anh em sẽ phải cắt nó đi, cắt nó nhỏ đi rồi nhét vào để dùng. Thế trong cái bông này có thêm một cái sim xanh này này, có sim xanh này chính là cái sim ở cái tức là cái phần nắp của cái lọc ẩm to ấy. Đấy, đây tôi cứ đổ ra cho các bác xem nhé. Đây mấy bông mút này bay hết rồi. Đây trong này có một cái sim xanh và một cái lông đen nhựa. Đấy, có mấy cái bông mút, một sim xanh và một lông đen nhựa nhá. Đây là cái mặt phần gói bông và gói bông ở đây. Rồi, tiếp theo là sẽ tới cái phần gói ron. Gói ron dự phòng của bơm để dùng. Thì nói chung là nó đóng mặc định là thế này. Nó có cần này. Thì có như nào thì giới thiệu cho các bác như vậy. Đây các bác xem để các bác nắm được nó có những cái gì. Chứ các bác đòi hỏi thêm là cái này cái kia thì shop cũng không đáp ứng được nhá. Đấy, có sẵn này thôi. Đấy. Có sẵn này thì bao gồm cho các bác là sẽ là ba cái lon đen nhựa. Ba lon đen nhựa để các bác lót ở chỗ đồng hồ dây bơm đấy. Lon đen nhựa này thì lại là hàng xịn hơn hàng kia, nhựa cực kỳ luôn. Đấy, ba lon đen nhựa này.
một viên bi này, xem một viên bi này, một cái sim nhỏ cỡ này, viên bi nó để ở trên đấy, một cái sim bé nữa, chắc là cái sim ở trong ti bơm ấy, đây nhá, và mấy cái sim to ở phần thân ống mà giữ nước làm mát đấy. Thế rồi sim ở trong chỗ cái van một chiều nhá. Nói chung là có bấy nhiêu, có cả này thứ này, có cả này sim này. Đấy, em quay zoom gần lại cho anh em xem. Đấy, có bấy nhiêu thứ sim này nhá. Thì có như nào giới thiệu với anh em như vậy. Đó là một gói phụ kiện của bơm. Đây tôi nhận lại cho anh em xem này. Một gói bông mút, một cái cà lê, một lọ dầu, một gói giòn sim, bốn món như này, gọi là một cái gói phụ kiện của bơm 150.000, đã bao gồm cả tiền cước phí người về tới nhà nha các bác nhé. Đây các bác hãy gói kỹ, và các bác có nhu cầu vui lòng gọi trực tiếp cho vào shop theo số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá. Đấy, phụ kiện này. Thế còn các bác nào mà chưa có bơm thì vui lòng chọn cho mình một cái mẫu bơm ưng ý, 6 mẫu nhá. Bơm nhỏ này, bơm lọc nhỏ này, bơm lọc to này, bơm FB loại 1 này, bơm dòng sim này, bơm bướm này, bơm cánh bướm nhé, bơm cánh bướm. Đây các bác vui lòng chọn một cái cho mình. Thế còn các bác nào muốn mua thêm phụ kiện của bơm để dùng thì cũng vui lòng chọn cho mình một gói phụ kiện 150.000, 4 món nhé. Rồi xin cảm ơn các bác là những khách hàng mới vào truy cập kênh thì các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để các bác nhận được những cái video clip mới giới thiệu những sản phẩm tới tay các bác, những cái đồ chơi, những cái phụ kiện rất là độc đáo nhé. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau.